tại Formosa vào ngày 5 tháng 10 năm 1990. Lẽ ra những người xuất gia, nhất là những người xuất gia phải nên kín miệng, nói chuyện phải dè dặt, phải không? Người nào cũng đem ra phỉ báng công kích hết riết rồi, Việt Nam đâu có ai nào mà người thầy nào giỏi đâu. Tại người này nói xấu người kia nói xấu người nọ. Rồi Phật tử tội nghiệp họ không biết ai là ai hết, rồi ai cũng tưởng ai là bò lừa hết. Họ đem cỏ đem hột gòn tới cúng dường rồi la nó tại sao không biết lễ phép, phải không? Những người Phật tử Việt Nam chắc là không đem cỏ đem bông gò hột gòn tới, nhưng mà nó đem cái thái độ bất kính của nó tới. Tại nó thấy tu hành không được gì hết. Ông nào như ông ấy, ông này nói xấu ông kia, rồi chẳng biết ông nào thì nó tới mặt ngoài nó hách lên vậy đó. Ha? Rồi Phật Bồ Tát gì tới nó cũng đâu biết đâu. Nó thấy cũng giống như nhau, nó cũng hách lên vậy. Rồi nó tạo nghiệp cho nó. Nó làm cho Phật giáo càng ngày càng, hoặc là bất cứ tôn giáo nào, nó càng ngày càng suy sụp. Có tôn giáo còn hơn không chứ. À, người Việt Nam mình sợ nhất là những người vô đạo, phải không? À, nó vô đạo nó không sợ gì hết. Nó không sợ trời, sợ đất, nó không sợ nhân, sợ quả gì hết. Nó làm những chuyện tầm bậy tầm bạ. Cho nên mình nói những người mà tam vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, thành ra họ mới có thể làm được những chuyện mà mình không thể tưởng tượng được. Đây họ không sợ gì hết. Họ nói đời này chết rồi thôi. Họ không có sợ nhân quả, cho nên họ mới cứ dám làm những chuyện mà tàn nhẫn, thí dụ vậy đó. Còn những người mà có đạo á, bất kỳ ở đạo nào, họ cũng sợ bớt đi. À, họ sợ cái dữ, họ sợ cái nhân quả. À, đạo Phật thì sợ nhân quả, hả? À, đạo Thiên Chúa sợ địa ngục, sợ Chúa phạt, sợ sao địa ngục đời đời. À, tất cả những đạo nào cũng có những cái giáo điều của họ làm cho con người nó kêu bằng cái gì, kìm hãm bớt những cái tánh giả mang mà nó có sẵn, nó sanh từ cái động vật của mình. Cho nên mà cùng chung một đạo với nhau, hoặc là đã cùng lo những việc đạo đức, cùng tuyên dương đạo đức, mà ở đó mà cứ nói bậy với nhau là không được à. Nhất là nói những chuyện vu cáo mà không có đúng nữa. Nói chuyện đúng là cực, còn có thể nói là hiểu lầm. À, không biết cái hành động của vị đó như vậy rồi nó có mục đích như thế nào, có thể nói chuyện vu cáo mà còn nói nữa thì đâu phải xứng đáng người tu hành nữa. Quý vị hiểu chưa? Cho nên những cái chuyện mà rác đến vậy đừng đem tới đây nói cho sư phụ nghe. Hả? Quý vị có hiểu không? Có hiểu cái đạo lý đó không? À, kỳ sau đừng có làm vậy nữa, chưa? Ai nói xấu gì sư phụ thì cãi với họ. Cãi không được thôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Còn nữa mà uống không nổi thì vô nhà tắm rửa tay 108 lần, vừa rửa một lần niệm một tiếng Phật, rửa một lần niệm một tiếng nữa, rửa cho tới khi nào mà lỗ tay nó hết lùng bùng thì thôi. Hiểu chưa? Ừ. Còn nếu mà rửa không sạch lỗ tay thì đi rửa não. Kêu bằng cái gì? Tẩy não đó. Vô lấy kinh sư phụ đọc. Lấy kinh Phật đọc, lấy giới luật ra đọc, lấy kinh Bồ Tát giới ra đọc, kinh Phạm Võng ra đọc, kinh Phổ Môn ra đọc. Những kinh mà đạo đức, những kinh mà lành lẽ như vậy, những kinh mà có làm cho người ta có hy vọng như vậy, phải đọc kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, được chưa? Ừ, còn nếu mà chưa có hết, không có sợ nhân quả nữa thì lấy kinh Địa Tạng ra đọc. Đó, những cái cảnh giới mà bí mật của địa ngục đó đừng sợ, được chưa? Sợ rồi không dám hóa á, không dám nói bậy, không dám nghĩ bậy, không dám truyền bậy nữa. Quý vị hiểu chưa? Nhất động nhất định đều có tội hết á, chứ không có phải mà vậy là không đâu. Không phải mà không hại người ta là có tội đâu, mình nghĩ là cũng đã có tội rồi. Kinh Địa Tạng có nói đàng hoàng. Ngài nó quan sát chúng sanh à, nhất cử nhất động đều là mang tội hết. Cho nên tội lỗi rất nặng này, tại sao? Nhất cử nhất động đều ở trong vòng tam giới. Không có cái cử cái động nào mà kêu bằng cao thượng cả. Cho nên đều phạm tội hết. Chỉ có niệm Phật mà ngồi thiền là không có phạm tội thôi. Tất cả những cử động gì khác đều phạm tội hết. Đều làm trong vùng u minh hết. Cho nên phải đọc những kinh đó để mà sợ. Chứ không phải đọc để cầu phước báo. Đọc kinh làm gì có phước báo. Đọc kinh để cho mình sợ, mình hiểu chân lý, mình hiểu đạo đức. Mình đừng có làm những điều sàng bậy. Vậy mới đúng là cái người đọc kinh giỏi. Mới đúng là tín đồ Phật giáo hoặc là Thiên Chúa giáo. Chứ mà đọc kinh nữa, mỗi ngày đọc như con vẹt rồi, không hiểu cái gì trong đó chừng. Ta biểu mình ăn chay, mình đi ăn mặn. À, ta biểu mình đi làm lành, mình đi làm dữ. Người ta mình biểu niệm Phật, người ta mình đi niệm. Niệm gì? Nói hành, nói tỏi. À, như vậy làm sao trời Phật phù hộ cho mình được? Hiểu chưa? Đọc cái Thiên Kinh Vạn Quyển cũng vô dụng thôi. Sư phụ nói vô dụng là vô dụng cho kiểu đó.
Ví dụ như quý vị thấy những người xuất gia mà đọc kinh kinh thiên kinh vạn quyển mà còn đi làm những cái chuyện bậy bạ như vậy, hiểu chưa? Không biết người không biết ta mà cứ đánh đại, đụng ai đánh đó, miễn nó nổi tiếng hơn mình là đánh liền, ha. À, chưa nổi tiếng thì không sao, nổi tiếng là bắt đầu đánh. À, đánh không được rồi còn mượn ta đánh nữa, à, mượn những người vô minh nữa, xúi dục cho nó kích động như vậy. Thành ra thế giới nó cứ chiến tranh hoài. Không phải tại những người cộng sản ác hoặc là những người vô lại ác đâu, còn những người gọi là tu hành nữa cũng vậy thôi mà, cũng đánh nhau, cũng kích động với nhau như vậy đó. Làm sao mà thế giới an ổn được, quý vị thấy chưa? Cho nên tu phải tu cho thiệt á, chứ đừng tu miệng không, tu áo tu quần không. Toàn là tu áo tu quần tu miệng không, không ai tu tâm hết á. Quý vị dòm dòm coi hả? Nghe người ta nói chuyện biết liền à. Còn dòm là hành động ra cái biết tu gì hả? Tu quần tu áo tu tiền tu chùa, ai dụ dỗ đệ tử vô quét chùa làm cho nổi tiếng chứ có gì đâu. Thiệt là khổ, thấy mà tội nghiệp. Ừ. Nhưng mà họ làm gì mà không sợ mới đáng sợ chứ. Làm mà sợ còn đỡ, không sợ. Đọc kinh, đọc điện cho nhiều mà không sợ nhân quả gì hết trơn. Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng ở đó cũng là Phật Bồ Tát an bài, quý vị hiểu không? À, đặng cho mấy cái người mà không có xứng đáng đó, không có vô cửa của mình, à, làm rộn thêm mệt mỏi sư phụ. Những người mà còn độ được đó mà còn lộn xộn thay huống gì mà những người mà cái trình độ họ quá thấp kém như vậy. Thấp kém họ mới nghe những cái lời đó. Còn những người nào mà câu nghe họ biết liền, họ biết không phải, họ biết không hợp lý. Chưa? Cho nên cái đó cũng là Phật Bồ Tát an bài. Thì nó, tuy rằng thấy thì nó dơ dáy thiệt, nhưng mà quý vị cũng đừng nên bận tâm làm gì. À, tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Nói theo cái thế gian thì mình đừng nên đem rác đến lại, nhưng mà nói theo Phật Pháp thì cái gì cũng là Phật Pháp an bài, mình cũng đừng nên sân hận làm gì, quý vị hiểu không? Thành ra quý vị thấy ai chửi ai mắng thì sư phụ nói gì đâu nghe, rồi sư phụ cũng làm thinh, nó ta đâu có phản ứng gì đâu. À, đâu có viết báo viết chí gì chửi họ đâu, đâu có viết truyền đơn gì rải ra chửi lại họ đâu, đâu có đâu. À, ai nói gì đâu, cười hề hề đó. Cảm ơn đấy chứ, cảm ơn tiêu nghiệp chướng. À, nghiệp chướng sư phụ nặng dữ lắm mà. Chúng ra nay cũng cầu sư phụ tiêu nghiệp cho họ. Thì rác của họ không đổ, người ta phải đổ chứ. Phải không? Đổ thì mình mẩy nó cũng dính tùm lum á. Người ta rửa giùm thì cũng khỏe chứ. À, đem nước lạnh đổ vô đầu sư phụ tôi rửa giùm cho rác đến bước. À, thành ra đối với sư phụ không có gì mà quan trọng ha. Cho nên quý vị đừng có âm ức gì, thấy chuyện gì rồi đem tới rác đến. Cái chuyện đó thật ra nó không phải rác đến, tại vì cái lòng sân si của mình nó biến thành rác đến, quý vị hiểu không? Họ nghe nói tức quá, mặt mày đỏ lên, rồi giận mấy tháng, mấy năm vậy là đối với mình không có tốt. Ừ, là nghe ai nói gì dẹp đi. À, nếu họ không hiểu, dùng lòng từ bi, giải thích cho họ nghe. Giải thích không được, thôi, niệm Phật rồi đi liền. Bỏ liền tại chỗ, không có đem về nhà nói cho con cái nghe. À, trừ phi nó biết, nó hỏi mình, thì mình cũng phải tìm cách giải thích cho con cái mình biết, cho nó giải độc thôi. Chứ không phải sân si người nào hết, dẹp. Ừ. Đời sống ngắn ngủi lắm, người nào chửi mắng la hét gì được mấy chục năm thôi, chút nữa luôn câm mồm câm miệng hết, luôn nằm ở trong cái quan tài hết. Phải không? À, chửi gì hai ba chục năm nữa là nhiều nhất á, cho ông chửi cho hết hơi cũng hai ba chục năm nữa à, rồi cũng ngậm miệng hết. Cũng biến thành xương khô hết. Thành ra đâu có gì quan trọng đâu, quý vị dòm dài một chút nữa đi, đâu có gì quan trọng hết. À, từ xưa tới nay hôn quân bạo chúa hay là thánh hiền gì rồi cũng một nắm xương tàn thôi, không có gì quan trọng. Mình nên nhẫn nại, mình sống vài ba chục năm nữa mình cũng nhắm mắt mình đi luôn. Thành ra quý vị tu hành ráng giữ cái tâm mình cho nó bình lặng ha. Ừ. Còn những cái chuyện mà thị phi dẹp bớt cho rồi nhé, nghe rồi bỏ qua ha. Đừng có đem lại nói với sư phụ, nói với sư phụ thì sư phụ phải phản ứng, phải dặn nghĩa cho quý vị nghe. À, cho nó mệt tôi. Chứ không giải nghĩa cho quý vị ấm ức nữa. Nằm giới trời, nằm vị Phật, niệm ngày 2 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi thiền, có nhiêu đó thôi, chuyện khác đừng làm. Ừ? À, đi làm là phải đi làm có tiền để mà dưỡng nuôi cái thân thể này đó, mà mình tu hành cho nó tới nơi tới chốn, để mình trả cái nợ mà trần gian. À, ngoài cái chuyện đi làm kiếm tiền nuôi dưỡng con cái, à, giúp đỡ những người nào cần thiết, và tu hành niệm năm vị Phật, không có chuyện gì để làm nữa. Thế gian điên đạo mà.
tốt thì thành xấu, xấu thành tốt. Quý vị ráng giữ gìn tâm đạo của mình cho được rồi. Nó khó, khó giữ lắm nha. Cũng như mình nhảy xuống biển mà đừng cho ướt quần ướt áo vậy đó. Hey, khó tới mức vậy đó. Hả? Tại xung quanh toàn những người nói bậy bạ không, nói chuyện không, không hợp đạo lý không. Mà có muốn mình sư phụ rồi nói cái chuyện hợp đạo lý rồi làm sao mà quý vị nghe cho kịp. Phải không? Đụng đâu nghe đâu, trái phải trước mặt sau lưng anh em bà con dòng. Cái gì người nào cũng nói chuyện thế gian không? Hả? Cũng nói chuyện điên đạo không? Rồi có một mình sư phụ nói cái chuyện mà chân lý ở trên trời đem xuống. Rồi sau lúc nào mình cũng bán tin bán nghi. Phải không? Nghe nghe cũng kịp nữa. Tại người ta nói đông quá mà sư phụ có một người à. Hiểu chưa? Hey. Mà quý vị nghe được là sư phụ cũng rất là phục rồi đó. Người nào mà nghe được là đúng là thiệt là phước báo vô cùng mới nghe mới vô đó. Tại ở đâu cũng toàn là nghe những chuyện khác không, chuyện mà tương phản hết. Mà có một mình sư phụ nói thôi. Mình sư phụ nói là không giống ai hết thôi. Thấy chưa? Mà nhiều người cũng khóa cáo thầy tu rồi nữa, cũng nói những cái chuyện gì đâu, cũng không có đúng đạo lý cho mình nghe nữa. Mà mình tin họ tu hành mình cũng nghe theo, phải không? Thế nó cũng khó phân biệt chân giả chứ. Nhiều khi họ làm những cái kim cương giả đó, mình không phải người nhà nghề, mình mới dồn vô mình cũng đâu biết đường đâu. Phải không? À, dồn lâu lắm mới biết chứ. À, hoặc là có cái gì, cái kiến rồi gì đó, chiếu yêu đó, mình thấy ra. Thôi kệ, thành ra. Thôi quý vị, tu được người nào hay người đó, ha. Tu không được thì đừng trách sư phụ. Tại sư phụ cũng hết lòng rồi. Nhưng mà thế gian nó vậy. Thế gian nó ô nhiễm nhiều quá. Ông mình sư phụ rửa thì cũng khó rửa. À, quý vị hợp nhau giúp giùm sư phụ rửa. À, thấy người nào mà họ cái quan niệm họ sai lầm á, thì cũng ráng cải chính. Nếu mà họ nghe được thì được. Không được thôi đừng đánh lộn gì. Đừng có gây gỗ ông xùm. Niệm Phật rồi đi liền. Chứ đừng có giận hờn gì người ta. Chứ. Sư phụ, con xin nhắc lại cái việc Hòa Thượng Tâm Châu. À, tán thán công đức của sư phụ nhiều lắm, trước cả hàng trăm tăng ni và Phật tử ở tại bên tổ đình ở như bên Canada. Yeah. À, cái hôm bây giờ nhân cái ngày lễ an cư kiết hạ, Hòa Thượng tán thán công đức của sư phụ nhiều lắm, trước tất cả hàng trăm tăng ni đó. Đấy là con nghe một bà bạn của con, bà ấy đi dự cái buổi hôm ấy giờ về, bà ấy nói chuyện với con như vậy. Bây giờ thì con xin đem tất cả những các cái lời, cũng có người thì phản đối sư phụ, cũng có những các cái vị cao tăng có. Thì có. Mẹ sư phụ có nghe rồi. Dạ. Việc Hòa Thượng Tâm Châu nói sư phụ có nghe rồi. Dạ, thì có con xin muốn nhắc lại. Dạ. Để tất cả quý vị đồng cùng nghe. Dạ. Bây giờ Phật. Những cái chuyện đó thì nói, còn những chuyện mà rắc rối thì đừng nên nói. Quý vị hiểu chưa? Tại những người mà tu hành công đức lớn thì mình nên nói, đặng cho mình có cái ảnh hưởng tốt vô trong cái lòng của mình mà mình tu hành. Còn những người mà họ cái đẳng cấp thôi xấu quá, mình đẳng cấp mình còn la, mình kéo lên còn không kịp, mình còn cũng kéo xuống nữa thì nó hơi mệt. Quý vị hiểu chưa? Nói gì chuyện xấu của người khác là mình cũng bị ảnh hưởng liền đó. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là chuyện mà mình nói xấu người ta có đủ rồi đâu. Bất cứ mình nói xấu người nào á, cái nghiệp chướng họ cũng tới mình hết á. Cho nên trong cái giới luật của Phật nó cái giới không nói láo đâu, không phải không nói láo không đâu. Nó còn chia ra nhiều cái giới nhỏ, ví dụ như không nói hành nói tội. Còn nói vu cáo cho người mà không được cáo người ta nữa đó. Hiểu chưa? À, không được nói hành nói xấu. À, vậy đó. Chuyện mà Hòa Thượng Tâm Châu thì sư phụ đã nghe lâu rồi. Có quý thầy Bình Đức nói. Để không phải là tự nhiên sư phụ cố ý muốn nghe, là quý vị đã nói vậy thôi. Nhưng mà như Hòa Thượng tu hành lớn, cao đức mới nhìn, mắt mới nhìn mới được. Còn những người mà tu hành không được, mình thấy biết liền. Thấy cái hành động của họ mình biết liền. Phải không? Lập chụp. Nghe đâu nói là bậy bạ đâu, lật đật cứ đi nói xấu người ta. Tiền bạc của Phật tử cúng dường, không đi in kinh, in sách. Không đi hoằng pháp, ngồi đó in truyền đơn nói xấu người khác. Uổng tiền, phải không? Nói xấu đâu có lợi gì đâu. Thế giới này người xấu thiếu gì mà nói một người đâu có ăn nhầm gì. Thí dụ sư phụ là xấu thiệt đi nữa, bây giờ nói tới nói bao giờ mới hết, phải không? À, chứ dầu có nói xấu sư phụ đi nữa cũng có người tin như thường, phải không? Nên nó uổng cái tiền của Phật tử cúng dường, phải không?
À, tiền đó mình đem in kinh, in sách ra để cho người ta biết đạo lý chút, hoặc là mình tổ chức nói chuyện đạo đi, giỏi thì đi ra nói đi, rồi nói hơn sư phụ người ta đi tới người ta nghe chứ có gì đâu, cần gì mà phải đi nói xấu sư phụ. Cái những cái này không có tốt, dùng cái phương pháp truyền đạo này không tốt, thường thường nó có cái phản tác dụng. Mình nói xấu người nào á, người ta thường thường ta háo kỳ, người ta thích tới, người ta nghe, người ta coi thử người đó xấu cách nào, thiệt xấu gì thiệt không, phải không? Tự nhiên mình không nói, người ta đâu có biết có người đó, nói người ta mới biết, người ta chạy tới người ta coi. Thành ra biết rằng, nên biết rằng dùng cái phương pháp nói hành nói tội không có lợi. Những người Phật tử không nên học cái cách đó. Mặc dù người đó xấu thiệt, mình cũng không có nên công khai như vậy ra, hiểu chưa? Để cho Phật trời đó, trời Phật tu sửa họ, không? Sửa chữa họ. Mình có muốn nói người ta thì mình khuyên trước mặt người ta đó, hả? Viết thơ cho người ta nói, anh làm vậy không tốt, tôi nghĩ là không tốt, tôi nghe nói vậy có phải không? Để người ta có cái dịp mà người ta thanh bạch, thanh minh, thanh nga, hả? Hoặc là nếu người ta không phải, mà người ta phải thì người ta nghe người ta hối hận, hiểu chưa? Chứ làm chuyện lén lút sau lưng nói xấu nói hành người khác là cái đó có hại cho mình, khổ vậy đó chứ. Thiệt là mệt. Thôi, thế gian thị phi nhiều lắm. Nghe rồi dẹp luôn. Hả? Cái này dẹp luôn. Đem về nghe, nói ta có hiểu gì đâu. Có ai hiểu gì không? Nói ở đây quý vị chưa chắc đã hiểu, đem băng về nói chắc gì hiểu. Hiểu không? Hiểu thôi kỳ sau đừng. Cứ nghe, người nào mà nói xấu chuyện gì là dẹp liền nó. Thôi chị đừng nói nữa, đừng nói chuyện này. Chuyện nào không tốt mình dẹp, mình để niệm Phật cho rồi. Chứ? Này. Bớt một người nói xấu là bớt một cái thị phi nó truyền ra, phải không? Cái thị phi nó truyền ra càng ngày nó càng lớn, còn cái Phật pháp không ai truyền hết. Mình để dùng cái thì giờ mà nói thị phi nó hành nó tội, mình nghe chuyện xấu đó thì mình nghe chuyện tốt, mình nghe kinh nghe điển, mình đi lạy Phật, mình đi niệm Phật, mình đi tụng kinh, mình đi niệm kinh, mình đi ngồi thiền, hoặc là mình đi nói những cái chuyện đạo đức, phải không? Thì mở miệng ra là nói chuyện đạo, không nói chuyện gì khác hết. Hãy nghe là nghe chuyện đạo, không nghe chuyện gì khác hết. Nghĩ là nghĩ chuyện đạo, không nghĩ chuyện gì khác hết, thì không bao giờ có nghiệp chướng gì cả. Cứ bấy nhiêu đó làm hoài. Nghĩ đạo, nói đạo, nghe đạo, bấy nhiêu đó đủ không? Được không? Dễ không? Nghĩ đạo, nghe đạo, nói đạo chứ có gì đâu. Dù thấy những vị nào tu hành mà người ta có cái lòng muốn đem đạo pháp giảng cho người ta nghe, mình ủng hộ người ta. Rồi con đem mướn phòng cho thầy nói. Con kêu đồng bào tới nghe. Nói chuyện gì đạo đức, mặc dù nói cái đẳng cấp nó thấp cũng vẫn được như thường, cũng vẫn là nhắc nhở người ta tu hành như thường. Cho nên quý vị thầy tu phải nói đạo nhiều, phải đi ra mà truyền đạo cho người ta nghe, chứ ngồi đó mà anh truyền đơn làm gián chuyện này thiệt là quá sức rồi. Uổng ha, uổng cái đời tu hành tu mấy chục năm rồi mà ngồi đó đi nói xấu người ta. Tệ hơn những người mà ở ngoài người tại gia ha? Rồi cái thanh danh mình nó giảm xuống thì rất là đáng tiếc, phải không? Đáng tiếc dùm cho quý vị đó, tu hành mấy chục năm mà bị khảo một cái rớt rồi. bị ma khảo, thấy cũng tội phải không? Bị ma khảo đó. Thì mình tu hành có nhiều cái khảo đạo, ráng vượt qua hả? Nhưng thấy quý vị tu mấy chục năm mà còn bị khảo không? Ăn chay lâu lắm rồi đó, mỗi ngày tụng kinh sáng, kinh chiều. Kinh Lăng Nghiêm niệm mà không có chữ nào mà quên hết á. Quý vị niệm kinh Lăng Nghiêm niệm nổi không? Ở Việt Nam muốn đi tu phải thuộc kinh Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm nó dạy thòn mấy chục trang vậy đó. Đọc là vậy đó. Mới được làm chú Sa Di á. Rồi khảo tới khảo lui mấy chục cái giới á, rồi mới được làm tỳ kheo. Khảo tới khảo lui lâu lắm rồi á, cái hội đồng đồ hộp lâu lắm mới được làm đại đức. Khảo lâu lắm luôn, đủ thứ khảo hết trơn, nữ nam gì cũng khảo hết trơn, trời rồi, tín đồ tôi khảo dữ, tiền bạc rồi khảo dữ lắm rồi mới lên làm thượng tọa. Rồi khảo tới khảo lui mấy năm nữa, lâu lắm, đủ thứ khảo hết, đủ thứ rồi mới lên làm được tăng thống, hòa thượng nhá. Gì mà tăng thống, thống đâu phải người nào cũng thống được đâu, quý vị có hiểu không? Đã làm lên được chức hòa thượng là ghê lắm rồi đó. Như vậy mà còn bị khảo rớt cái đục.
Có lẽ Hòa Thượng Tam Châu không bị khảo, bị khảo không rớt thôi. Đáng làm hòa thượng, tức là mình hòa hợp á, thấy chưa? À, có tinh thần cao thượng kêu mình hòa thượng, à, chứ đâu phải hòa thượng rồi cái ở dưới thì đục, ở trên thì đẻo như vậy đâu. Đâu phải công việc của mình, à, công việc của hòa thượng là theo cái hoằng pháp. Nếu không hoằng đi nữa thì phải tự mình tu tịnh để cho mà tín đồ nó làm gương, à, chứ còn chuyện nó hành nó tội đó không phải người tu hành, không phải cái bổn phận của người tu hành. Tu hành không phải nó hành.